Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube của nhà bếp 89. Hôm nay bếp 89 xin giới thiệu đến quý anh chị một cái dòng chảo đến từ thương hiệu Fissler. Dòng này là dòng Araman Comfort hiện tại thì em đang có hai size, 24 và 28. Cái dòng này thì men chống dính nó uh, ngang với dòng Araman Premium nhưng mà cái giá thành của nó mềm hơn Araman Premium khá là nhiều. Mọi người đi tìm hiểu về cái sản phẩm này cùng bếp 89 nhé. <laughs> Đây là một cái chảo 24 này Tiếp đến là một quyển catalog và một cái chảo 28 này Trên màn hình quý anh chị là cái chảo Anaman Comfort Ở đây thì em đang có hai size 24 và 28 à, 24 là dung tích 2,1 lít 28 là dung tích 3,2 lít Đây là cân nặng của chảo 24 1,2 cân này Chảo 28 Cân nặng là 1,5 kg à, Chiều cao của chảo 24 là 6 cm này Chảo 28 là 6,5cm Chiều rộng của đấy chảo 24 là 19,5cm này à, Chiều rộng của đấy chảo 28 là 23cm Cái dòng Anaman Comfort này sử dụng cái chất liệu là nhôm đúc nguyên khối Và dập thêm một cái lớp từ ở đây để sử dụng trên tất cả các loại bếp à, Nhôm thì nó có ưu điểm là giá thành nó mềm hơn Và một cái ưu điểm nữa là nó có thể tái chế nữa à, Nhưng mà nhược điểm của nó là bắt từ chậm và cái à nhiệt của nó không nhanh bằng các dòng inox đây là đáy của dòng chảo araman Comfort này nó là phân khúc cao cấp nên được sử dụng cái công nghệ đáy cookstar đáy năm sao đáy cao cấp nhất của fistler à, giữ nhiệt đều truyền nhiệt tốt và bắt từ nó tốt nữa à, một cái nữa là cái dòng này thì xuất xứ này được sản xuất trực tiếp tại đức này đó trên đáy nó có ghi rất là rõ logo fistler này Ở đây là size này công chảo Araman Comfort này thì là một trong những phân khúc cao cấp của Fissler nên được sử dụng cái men chống dính cốc nước, à, các bô silic Nó ví cứng như đá và không chứa chì, không chứa PFOA, các chất gây ung thư. đó à, Và con này thì cho nấu ăn bằng dụng cụ kim loại, mọi người sờ vào cái men này, nó rất là sần và nhám nhá. Men cực kỳ dày và xịn luôn. Cái thành chảo của cái dòng Comfort này thì rất dày, à, dày thì nó truyền nhiệt tốt này chuyển lên đây nó tốt hơn này cái nữa là cái dòng à, chảo Fissler này nó thiết kế hơi thẳng lòng một chút và rất là cao cao à, tầm 6 cm mình dán nó không bắn và cái à, lòng nó rộng nên là mình dán được rất là nhiều đồ luôn tay cầm của cái dòng chảo này là nhựa cao cấp kết hợp với inox này thiết kế công thái học rất là chắc chắn nhá cầm cực kỳ chắc chắn và trên tay cầm thì con này nó thiết kế là ốc vít chứ không phải đinh tán nhá này có lỗ treo chảo này như tất cả các chảo khác này. Và con này thì ở đây nó có thể kết hợp với một cái vùng chấn à, mỡ của Fissler. Dòng chảo Araman Confox này thì nó có khá là nhiều ưu điểm mọi người ạ. À, đầu tiên là về giá thành. Giá thành thì nó dễ chạm người tiêu dùng hơn dòng Araman Premium. À nó rẻ hơn Araman Premium đến cả triệu bạc mà men chống dính thì nó như nhau. À, cái thứ hai là nó sử dụng thân nhôm nên là à, có thể tái chế 60% cái chảo này, khá là thân thiện với môi trường. Cái thứ ba là men chống dính của nó dùng cái men cốc nước các bua silic rất là an toàn sức khỏe và có thể sử dụng uh, uh, dụng cụ kim loại nếu ăn cái thứ tư là con này có thể cho vào máy rửa bát theo thông số nhà sản xuất nhưng mà em khuyên mọi người hạn chế à, cần một cái nữa là con này thì uh, nó có thể chịu được cái nhiệt độ là ở 230 độ và cái dòng cháo này thì bên em đang có sẵn tại hàng free ship ở thành hà nội ship cd toàn quốc nhận hàng tháng từ tại nhà cam kết với quý anh chị là hàng nhập trực tiếp từ đức sản xuất tại đức bảo hành cho chị quý anh chị 12 tháng lỗi kỹ thuật và chị bảo hành trong cái trường hợp là men bông chóc từng mạng không bỏ hành xước nhé à, anh chị nào muốn mua hàng thì kích đường link phía dưới hoặc là inbox em qua Zalo 0985608831 em xin chân thành cảm ơn